Ngày 12 tháng 2, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Nguyễn Hoàng Triều, sinh năm 1980, ngụ tỉnh Phú Yên và Nguyễn Duy Khánh, sinh năm 1980, ngụ huyện Bình Chánh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trước đó khoảng 1 giờ ngày 12 tháng 2, tổ tuần tra 363 Công an huyện Bình Chánh phát hiện hai thanh niên này đứng trước địa chỉ số 1501 quốc lộ 1 có dấu hiệu nghi vấn, nên yêu cầu kiểm tra hành chính. Lúc này Khánh bỏ chạy vào nhà dân chốt cửa, còn Triều chống trả lực lượng nhằm tẩu thoát nhưng bị công an khống chế. Cùng lúc, công an ập vào căn nhà khống chế Khánh. Ngoài ra công an phát hiện có hàng chục con chó đã chết cùng nhiều dụng cụ giết mổ kích điện. Bước đầu cả hai khai nằm trong đường dây chuyên trộm chó ở nhiều địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 12 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ hình sự một nhóm đối tượng chuyên bảo kê, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, tàn trữ, sử dụng hung khí, vũ khí và khai thác cát trái phép trên địa bàn. Trong nhóm này, Đặng Hoàng Vũ, biệt danh là Vũ Tình, 52 tuổi, tạm trú ở đường Trần Hưng Đạo, phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, thường trú tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, là người chủ mưu cầm đầu. Bước đầu các đối tượng khai nhận, đối tượng Đặng Hoàng Vũ và ông Nguyễn Kim Tê, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, Tiền Giang, có tranh chấp dân sự trong việc thuê tàu bơm cát trên sông. Từ ngày 16 tháng 1 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng đã 5 lần đến nhà ông Tê ném sơn, chất bẩn, xăng dầu, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Nhóm đối tượng trên đã gây ra 5 vụ gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích trên địa bàn các huyện Chợ Gạo, Gò Công Đông, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, 2 vụ cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và Bến Tre. Ngày 12 tháng 2, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị phối hợp với Công an huyện Bình Chánh bắt giữ băng nhóm chuyên giàn cảnh để cướp tài sản do Trần Minh Hậu, sinh năm 2004, ngụ huyện Bình Chánh cầm đầu. Tại Công an, nhóm Hậu khai từ đầu tháng 2 năm 2023 tới nay đã gây ra 4 vụ giàn cảnh cướp tài sản ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Cả 3 thuê khách sạn ở huyện Bình Chánh để ở và sử dụng ma túy. Khi hết tiền, nhóm rủ nhau đi giàn cảnh cướp tài sản. Nhóm dùng điện thoại di động có app đặt Grab, rồi yêu cầu tài xế chở tới khu vực vắng người để đồng bọn chặn đầu xe, dùng dao khống chế cướp tài sản. Ngày 12 tháng 2, nhà báo Hoàng Văn Quân, bút danh Hoàng Quân, sinh năm 1985, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Phóng viên chuyên đề Công an thành phố Hồ Chí Minh thường trú tại Đà Nẵng cho biết, đã gửi đơn đến Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Công an quận Sơn Trà, Công an phường Nại Hiên Đông, đồng thời gửi lãnh đạo Ban chuyên đề Công an thành phố Hồ Chí Minh, báo Công an Nhân dân và Hội Nhà báo thành phố Hồ Chí Minh về việc mình bị đe dọa sau khi có bài phản ánh về việc cho vay nặng lãi. Nhà báo Hoàng Văn Quân cho biết, chiều ngày 11 tháng 2, ông nhận cuộc điện thoại của một người đàn ông đe dọa sẽ giết cả nhà mình. Người này xưng là Đức, quê Nghệ An, làm doanh nghiệp và giới thiệu là anh của một người liên quan trong bài viết, vay gần 38 tỷ, trả 56 tỷ, vẫn bị đòi nợ 52 tỷ đồng, đăng trên báo giấy và báo điện tử chuyên đề Công an thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10 tháng 2 năm 2023. Nhà báo Hoàng Văn Quân cho biết thêm, trong sáng ngày 12 tháng 2, ông Đức gọi điện cho ông để gặp xin lỗi và khắc phục hậu quả.